tâm nghỉ á, vì bé nó là phụ. Ở đây nè, ở đây. Đúng rồi. Mấy ổ kìa. Cũng mới lấy hết trơn xuống chứ không phải là nó nằm ở đâu đâu. Dạ cô rửa đi, cô lấy cái nào cô rửa đi luôn nè. Rửa thoải mái cho cô. Rồi cái này 300 đó cô, đi đôi. Cái kia 45.000, 345 gì đó. 345 hả? Cái này mấy nhầm ra? Rồi là một tiếng. Mình chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em. Hiện tại là em đang đứng tại Airway của chị Mai. Địa chỉ là 189 Phạm Hữu Thứ, phường 4, quận 6 nha quý cô chú anh chị và các bạn. Mời quý cô chú anh chị và các bạn xem Lily chạy xe quay. Nghìn hay là 300 gram. Thank you.
Hơn ba lạng đó chị ơi. Phải ba lạng không? Nay Tâm đi du lịch rồi. Đi du lịch. Đi Mũi Né. Đi Mũi Né. Qua làm hai thùng mà đậu ke đầu luôn rồi ghê không, chị Tâm lần uống hai thùng á, đô bất tử á, đô bất tử. Mấy chị, mấy chị em không uống rồi chứ nhiều lúc nhiều anh em uống không lại đâu. 20 có khói không? 8:30 anh quầy ra nếu có anh mua giùm em. Em không có mua tại vì sáng nó ít lắm, bữa tối bữa không. Cái tiền trước luôn. Không phải, em không có giảm giá được. Không phải, giờ đó anh ra đi, không có hồn. Nè, có lấy người ta hồn. Không phải chị em không nhậu chứ nhậu ghê lắm. Mấy chị em nhậu chứ mấy chị em nhậu là thôi. Thùng hết thùng. Lon hết lon. 50 á chú, chặt không chú? Lấy vô chị. Dạ 50. Tiểu Nguyên hả? Đi đây. Ừ, cái heo cay kìa. Chặt không chị? Mấy ông chó. Đi
two phở. Dạ. Cái nhỏ kia. Cái nhỏ kia. Tâm mới vừa đi mượn né về nhưng mà hồi tối do nhậu xỉn quá hay là quen chứ quen chiến xe quen chiến xe xe chạy quá rồi nên là phải chạy ra. Yeah.
năm có mấy quạt mà cũng nóng. Đó là ba rọi mỡ nha quý cô chú anh chị và các bạn. Ba rọi mỡ thì 200 ngàn một ký. Chúc cô bánh bí giùm em đi cảm ơn. Đây là buổi sáng chặt heo quay, là buổi tối là đi bán đi bán trà sữa, trà sữa đồ ăn vặt ở khu ẩm thực chợ Bình Tây ở quý cô chú anh chị và các bạn. Tầm khoảng 7 giờ nha, 7 giờ bạn bán miếng cứ khoảng 24 giờ. Làm không kịp bán luôn á đó. Đó, một cổ công rau dưa. Trời, em cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống nha. Xem video nếu thứ hai có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em. Bye bye, hẹn gặp lại các cô chú anh chị.
mời các bạn trong các video tiếp theo của em. Mua 5 tấn. Mua 5 tấn là giá nó khác liền hả? Mua lần nhiều luôn á. À đúng rồi, mua lần mình bán quanh năm suốt tháng mà.